Nam mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo. Nam mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo. Nam mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo. Tất đại chứng minh hương định, hương dự tuệ, hương giải thoát, giải thoát tri kiến hương, quang minh văn đài biến pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo tùng. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha. Hôm nay ngày mùng 5 tháng 11 năm Quý Mão 2023, đệ tử cung đối Phật tiền thành tâm để đầy hồng danh vạn Phật, nguyện hồi hướng công đức, cầu nguyện hướng trên Tam Bảo chư Thiên Long Thần hộ pháp thị từ chân minh gia hộ, cuối xin các ban ngành các cấp cùng chư quan chức hữu trách từ bi xót thương cứu xếp giúp cha Phật sự di dời và xây dựng nơi ngôi Tam Bảo sớm được thành tựu viên mãn. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha. Đúng Phật Vương Bồ Thượng Ba Cội chẳng ai bằng thầy dạy. Cha đành chúng bốn đời quý cho một niệm giúp sạch. Phật chúng sanh tánh thường rộng đẳng đạo thầm thống tổng thể ơi để cho vị đạo tràng mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời bảo tòa tâm con anh hiền cuối đầu xin thề nguyện quý chế tâm đánh đề nam mô thần hư không biến phạt giới để lai tập mà phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng chủ tâm đạo. Tâm đảnh đề nam mô ta bà giáo chủ điều ngự hình này ca mâu ni Phật được đại sanh di lặc tôn Phật thù xưa đời Bồ Tát đại hạnh phổ hiền Bồ Tát Bồ Tát
Bồ Chế tâm đảnh đệ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Từ Đại Bi Di Đà Phật Đại Bi Quán Thế Âm Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Đại Hải Chúng Bồ Bảo
tam giới tôn quý mạng mười phương Phật con đây. Thọ trì kinh vạn Phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ tam độ. Điều ba tâm bồ đề một máu thân này sanh quá cõi cực lạc nam mô đề phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca ni phật cái kinh kệ thường tầm tâm vi diệu pháp ba thiên vạn kiếp kim kiện văn đất thọ tri huyền dạy như lai chân thiệt nghĩa tham mô hồng danh hội thường phật bồ tát ca tam mô hồng danh hội thường phật nam mô hồng danh hội thượng phật bồ tát. Xa thế hành thức tương hảo quang minh vì tự nghiêm đệ tử chỉ tâm quy mạng đệ tâm đảnh đệ nam mô phật tự tại hóng tâm đảnh đề nam mô sư tử phấn tấn vương phật đề tâm đảnh đề nam mô sơ phát tâm hương từ tái ta la phật đề tâm đảnh đề nam mô na đa diên từ tái tạng di lưu thẳng phật tâm đảnh đề nam mô bảo sơn tinh tấn từ tại tập công đức phật tâm đảnh đề nam mô thọ đề tạng tâm đảnh đề nam mô tịnh tu phương tiện xứng phật đề tâm đảnh đề nam mô công đức lực ta đã vương phật tâm đảnh đề nam mô đại ý phật
sinh ai không phận tấn Phật à. Đặc nhật thiết chúng sanh ý Phật. Thế tâm đảnh đề nam mô bảo địa sơn Pháp văn hồng thinh Phật à. Thế tâm đảnh đề nam mô Bồ Câu Quang Minh Phật à. Hướng ba đầu má tinh tấn vương thành tựu Phật à. Thế tâm đảnh đề nam mô nhân duyên quảng minh Phật à. Đảnh đề nam mô vô biên công đức vương Phật à. Đề tâm đảnh đề nam mô quan ba bà trả Phật à. Đề tâm đảnh đề nam mô con nam mô tăng trưởng minh à. Sư tử thinh phấn tấn Phật à. Thế tâm đảnh đề nam mô quan pháp à. Đại lực sư tử phấn tấn Phật à. Thế tâm đảnh đề nam mô Pháp Hoa Thống Phật à.
tâm đảnh đề nam mô kinh pháp thanh tịnh phật a. Đảnh đề nam mô kiến tinh tấn hành phấn tấn phật a. Tâm đảnh đề nam mô tự tinh tấn phật a. Tâm đảnh đề nam mô di đà quang phật a. Tâm đảnh đề nam mô công đức a ni la đảnh đề nam mô a tướng phật a. Tâm đảnh đề nam mô quán trí Nam mô thanh tịnh tạng
tâm đảnh đề nam mô nhất thiết chúng sanh từ tại Phật. Tâm đảnh đề nam mô trí từ tại Phật. Tâm đảnh đề nam mô thắng niệm thanh tịnh kiến Phật. Tâm đảnh đề nam mô thiện khoái phấn tấn Phật. Tâm đảnh đề nam mô vô chướng vô trước tinh tấn Phật. Tâm đảnh đề nam mô thế gian từ tại Phật. Tâm đảnh đề nam mô công quảng pháp hạnh công đức thành tựu Phật. Tâm đảnh đề nam mô bất khiết dược thành tựu Phật. Đảnh đề nam mô thành như ý thông Phật. Tâm đảnh đề nam mô như quang pháp đảnh đề nam mô chiến đàn tu Phật. Tâm đảnh đề nam mô kính trọng giới vương bảo danh Phật. Tâm đảnh đề nam mô đông vương tự tại thân Phật. Tâm đảnh đề nam mô đại trí trang nghiêm Phật.
tâm đảnh đề nam mô cô cô công đức đề Phật. Tâm đảnh đề nam mô a la ma nam mô bất diệt trang nghiêm Phật à. Thế tâm đảnh đề nam mô tình công đức trang nghiêm Phật à. Xin Phật à. Thế tâm đảnh đề nam mô hạnh từ tái vương Phật à. Thế tâm đảnh Pháp Hoa Di Lưu Phật à. Thế tâm đảnh đề nam mô Pháp Tánh Trang Nghiêm Phật à. Như ý được đi
đến đề Nam Mô Vô Chướng Phật Nguyệt Bất Tạng Thang Thế Gian Thắng Phật. Đảnh đề Nam Mô Pháp Vương Quyết Định Phật à. Đảnh đề Nam Mô Bảo Tinh Tú Văn Vương Phật à. Đảnh đề Nam Mô A Tứ Đa Bảo Thắng Phật à. Đảnh đề Nam Mô Pháp Hành Tự Tại Phật. Đảnh đề Nam Mô Địa Giống Danh Phật à. Đảnh đề Nam Mô Vô Biên Thắng Bảo Danh Đảnh đề Nam Mô Vô Biên Thắng Bảo Danh Phật à. Đảnh đề Nam Mô Phổ Thắng Sanh Phật à. Đảnh đề Nam Mô Danh Trí Phật Tăng Vương Phật à. Đảnh đề Nam Mô Thiện Quang Tịnh Trụ Vương Phật à. Đảnh đề Nam Mô Danh Thọ Ca Na Già Vương Phật à. Đảnh đề Nam Mô Danh Tăng Trường Tuệ Phật à. Đảnh đề Nam Mô Pháp Hoa Thông Trực Tâm Tâm Đảnh đề Nam Mô Danh Chiếu Quang Phật Vương Phật à. Đảnh đề Nam Mô Danh
nhân khoái chiếu quang Phật vướng Phật an. Tâm đảnh đề nam mô danh minh tinh tấn thông thập Phật an. Tâm đảnh đề nam mô danh trí tận thiên Phật an. Tâm đảnh đề nam mô danh bất trược ác thắng Phật an. Tâm đảnh đề nam mô danh thắng diệu pháp Phật an. Tâm đảnh đề nam mô danh đại trí tinh trí tuệ Phật an. Tâm đảnh đề nam mô danh kia nhất thiết thế gian bậc quý Phật an. Tâm đảnh đề nam mô danh kia vô quý Phật an. Tâm đảnh đề nam mô danh thinh khử Phật an. Tâm đảnh đề nam mô Như Lai hành vô lượng vương Phật an. Tâm đảnh đề nam mô Sơ Quang Minh Hoa Tâm Chiếu Phật an. Tâm đảnh đề nam mô Diệu Thính Tu Hành Hống Phật an. Tâm đảnh đề nam mô Trụ Thắng Trí Xứng Phật an. Tâm đảnh đề nam mô Phổ Kiến Phật an. Tâm đảnh đề nam mô Tát Phi Tát Tâm Hóa Quang Phật an. Tâm đảnh đề nam mô Pháp Hành Nhiên Đăng Phật an. Xin đem nhân duyên công đức đề Phật đây nguyện hướng trên tam bảo chư thiên long thần hộ pháp tuy từ
chứng minh gia hộ Phật sự di dời và xây dựng mới ngôi Tam Bảo sớm được thành tựu viên mãn. Nam mô hộ Pháp chư thiên Bồ Tát. Nam mô hộ Pháp chư thiên Bồ Tát. Nam mô hộ Pháp chư thiên Bồ Tát. Ma ba nhã ba la mật đa tâm kinh văn từ tại bồ tát thanh tâm bát nhã chư thiên hữu ẩn giải không đồ nhất cái tiết thọ ác xa đời tử sắc bất gì không bất gì sa không thiên không như thị xa đời tử thì chư pháp công đức bất sanh bất gì bờ câu chúng vô sắc vô tha thường hạnh thức vô hiện gì thì đẹp tâm lý vô sắc thánh hương đẹp xuất phát vô nhận giới đại trí vô ý tâm vô khổ tâm diện đạo vô tri diệt vô đắc nhĩ vô sở đắc cố bồ đề đắc đại bát nhã ba la mật đa vô tâm vô ai ngại vô ai ngại cố ưu niên bàn thâm thế chư phần thì bạc nhà ba la mật đà có đất ta đồ đã ba tâm biểu tâm bồ đề ưu ti bạc nhà ba la mật đa thì đại thần chúa nam đề nhân thiên khổ chân thiền bà cư ưu thiết bạc nhà ba la mật đà dù thiết chúa yên đề ba la đề ba đêm đêm ba tháng đêm ba tháng đêm bồ đề tam bà yên đêm ba tháng đêm bồ đề tam bà hiện tại ca tương tương chú nằm bồ tam bà đêm bồ đề đa đấm ba mắt ba đề hà đa đa ta nằm đầm đất thế hồng hồng nhập ba ra nhập ba ra nhâm ma ra đề ẩn ca đề ẩn ca ẩn đề đề ẩn đề đề ta lóng ta phẩm ta đề ca đề ta ma nằm mô tam ma đa ca đà nằm ta điện thang kê 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 hồng hồng nhập ba ta nhập ba ta bát ta nhập ba ta bát ta nhập ba ta đề sắc ta đề sắc ta sắc ti đề sắc ti đề ta lóng ta tam bát đa môn đa nam ma bát đa đề a đa đa ta na nam đa đề ma an kê 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 hồng hồng nhập a ra nhập a ra bát đa nhập a ra bát đa nhập a ra an đa đa an đa đề a đề ma ba nguyện tăng ca căn tự điều an lành xin nguyện chư Phật tưởng gia hộ nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sau thời điều an lành tất cả các thời điều an lành xin nguyện tam bảo tưởng gia hộ an lành xin nguyện hộ pháp thượng gia hộ nam mô a di đà phật đại thương bồ tát nam mô a di đà phật đại thương bồ tát nam mô a di đà phật đại
công đẳng ma tùy tưởng tu tập ma vô hiện bồ tát tập chúng đại nguyện kính nhị già sơn tán như nay tám già và tu cũng dường tứ già ô gia tỳ hệ công đức đục giả kinh truyền phật tuấn tất là kinh phật ba gia thượng tùy phật hậu ca cửu gia thường chúng sanh phật giả ơi hướng để phật công đức tụ tăng hành vô biên tăng bước giai hội thượng vô nguyện phật giới an vô lượng quang phật xa cái nguyện tiêu tam chướng sự phiền não nguyện đặc trí về chân minh điều tiêu trừ thế thượng hạnh bồ tát đầu ở nguyện sanh tây phương tịnh độ trung cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu sanh ba tôi bồ tát vi bạn nữ nguyện chỉ từ công đức phổ cập ư giữ chúng sanh giải công thành phật đạo từ quy phật đưa nguyện chúng sanh thề phật vô thượng tâm từ quy pháp ma đương nguyện chúng sanh tâm nhập kinh tạng trí huệ như hải từ quy tăng đương nguyện chúng sanh ông đi đời chúng ở nhất thiết vô ngại nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả để tư và chúng sanh điều trọn Phật đạo see you there, welcome.